Trưa nay trên quốc lộ 18, đoạn gần nhà thi đấu đa năng Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bất ngờ xuất hiện một hố tử thần gây ách tắc giao thông tuyến Hạ Long Uông Bí. Đại diện đơn vị quản lý cho biết hố bị sụp lún trên mặt đường rộng khoảng 3 mét vuông, nhưng ăn sâu chân xuống dưới, tạm thời phải rào cảnh báo không cho xe lưu thông qua khu vực này vì nền đường bị yếu nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã cho phép tháo dỡ giải phân cách cứng ở giữa đường để phân luồng giao thông. Ban an toàn giao thông cùng phường Đại Yên đã bố trí lực lượng canh trực và phân luồng giao thông. Đến 13 giờ cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông thông suốt. Cũng tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hà đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và đơn vị quản lý đường bộ tiến hành khắc phục hố sạt lở xảy ra vào hôm qua trên quốc lộ 18B đoạn qua xã Quảng Đức, gây chia cắt tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đi ra quốc lộ 18A. Tại vị trí sạt lở đã hình thành một vực sâu hàng chục mét. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị đóng tuyến đường này cho đến khi khắc phục xong. Các phương tiện giao thông sẽ đi theo hướng thành phố Móng Cái vào quốc lộ 18C rồi xuống cửa khẩu Bắc Phong Sinh và ngược lại. Trong đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tiền, 27 tuổi, trú tại xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn tại thôn cầu An Khang vào tối qua. Đến 7 giờ sáng nay, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 4 km. Mưa lớn còn gây ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối, lũ cục bộ trên các suối nhỏ.